Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 69, làm quen với vần ươi và vần ưu. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 150. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hoạt động số 1. Nhận biết. Quan sát tranh thì chúng ta sẽ thấy đây là con chim khứu. Và con chim khứu nó có khả năng bắt chước được tiếng người. Và con chim khứu trong bức tranh này nó đang nói có khách. Tương ứng với nội dung của bức tranh, cô có câu như sau: chim khứu biết bắt chước tiếng người. Các em nghe cô đọc lại: chim khứu biết bắt chước tiếng người. Trong câu này thì các em chú ý cho cô, tiếng khứu có vần ưu, tiếng người có vần ươi. Và đây là hai vần mà chúng ta sẽ được học trong bài học ngày hôm nay. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 2, đọc. Cô giới thiệu với các em, đây là vần ươi. Vần ươi được cấu tạo bởi hai âm tiết. Âm đôi ư ơ đứng trước, âm y đứng sau. Âm y được thể hiện bằng chữ y ngắn. Vần ươi, chúng ta sẽ đánh vần là ư ơ y ươi, ươi. Tiếp tục. Đây là vần ưu. Vần ưu được cấu tạo bởi hai âm tiết. Âm đôi ư ơ đứng trước, âm u đứng sau. Vần ưu, chúng ta sẽ đánh vần là ư ơ ưu ưu, ưu. Như vậy, vần ươi và vần ưu giống nhau ở chỗ đều có âm đôi ư ơ đứng trước. Khác nhau ở chỗ, vần ươi có âm y là chữ y ngắn đứng cuối. Vần ưu có âm u đứng cuối. Ở đây cô có vần ươi. Cô muốn có tiếng người thì cô sẽ thêm âm ngờ là chữ ngờ đơn phía trước vần ươi và dấu huyền ở trên đầu ơ. Như vậy, tiếng người gồm có âm ngờ đứng trước, vần ươi đứng sau và dấu huyền ở trên đầu ơ. Chúng ta sẽ đánh vần là ngờ, ươi, ngươi, huyền, người, người. Tiếp tục, cô có một số tiếng sau. Chúng ta sẽ luyện đọc các tiếng này. Bờ ươi bươi hỏi bưởi, bưởi. Cờ ươi cươi huyền cười, cười. Lờ ươi lươi sắc lưới, lưới. Mờ ươi mươi huyền mười, mười. Bờ ưu bưu sắc bứu, bứu. Hờ ưu hưu, hưu. Khờ ưu khưu sắc khứu, khứu. Rờ ưu rưu nặng rượu, rượu. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các tiếng này. Bưởi, cười, lưới, mười, bứu, hưu, khứ, rượu. Trong các tiếng mà chúng ta vừa luyện đọc thì tiếng bưởi, tiếng cười, tiếng lưới, tiếng mười có vần ươi. Tiếng bứu, tiếng hưu, tiếng khứ, tiếng rượu có vần ưu. Tiếp tục, cô có một số hình ảnh như sau. Bên dưới mỗi hình có các từ ngữ thể hiện nội dung. Chúng ta sẽ luyện đọc các từ ngữ này. Hình ảnh đầu tiên, tờ ươi tươi, tươi. Cờ ươi cươi huyền cười, cười. Tươi, cười. Hình ảnh tiếp theo. Quờ a qua hỏi quả, quả. Bờ ươi bươi hỏi bưởi, bưởi. Quả, bưởi. Hình ảnh tiếp theo. Ô cờ ốc sắc ốc, ốc. Bờ ươi bưu, bưu. Ốc, bưu. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc trơn lại các từ này. Tươi, cười. Quả, bưởi. Bưu. Trong các từ ngữ này thì tiếng tươi, tiếng cười, tiếng bưởi có vần ươi, tiếng bưu có vần ưu. Tiếp tục, cô sẽ chuyển sang hoạt động số 3, viết. Ở hoạt động này chúng ta sẽ luyện viết vần ươi, vần ưu, từ tươi cười, từ ốc bưu. Bây giờ các em hãy lấy cho cô quyển vở tập viết tập 1 ra, lật ra trang số 43 và trang số 44. Bài số 69. Khi các em viết bài thì các em sẽ viết vào trong quyển vở tập viết nhé. Rồi, bây giờ các em hãy xem video hướng dẫn cách viết vần ươi. Thank you.
Các em hãy xem video hướng dẫn cách viết vần ư. Vừa rồi, cô đã cho các em xem video hướng dẫn cách viết vần ơi và vần ơ. Như vậy, sau bài học ngày hôm nay, các em hãy hoàn thành phần tập viết này vào trong vở tập viết cho cô nhé. Tiếp tục, cô sẽ chuyển sang hoạt động số 4, đọc. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn. Đây là hình ảnh có trong bài đọc. Để biết nội dung của bài đọc muốn nói gì, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài trước nhé. Lạc đà là con vật đặc biệt. Nó có cái bướu to trên lưng. Bướu của lạc đà là nơi dự trữ chất béo. Nhờ thế, nó có thể sống qua nhiều ngày mà không cần ăn uống. Lạc đà giúp con người băng qua những vùng sa mạc khô cằn. Vừa rồi, các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc. Bây giờ, các em hãy chú ý cho cô một số từ ngữ có trong bài đọc như sau. Bờ ư bưu sắc bướu, bướu. Cờ ân con, con. Ngờ ơi ngươi huyền người, người. Con người. Rồi, trong các từ ngữ này thì tiếng bướu có vần ưu, tiếng người có vần ơi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc câu. Bài đọc có tất cả 5 câu, cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng câu nhé. Câu số 1: Lạc đà là con vật đặc biệt. Câu số 2: Nó có cái bướu to trên lưng. Câu số 3: Bướu của lạc đà là nơi dự trữ chất béo. Câu số 4: Nhờ thế, nó có thể sống qua nhiều ngày mà không cần ăn uống. Câu số 5: Lạc đà giúp con người băng qua những vùng sa mạc khô cằn. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại cả bài đọc thêm một lần nữa nhé. Lạc đà là con vật đặc biệt. Nó có cái bướu to trên lưng. Bướu của lạc đà là nơi dự trữ chất béo. Nhờ thế, nó có thể sống qua nhiều ngày mà không cần ăn uống. Lạc đà giúp con người băng qua những vùng sa mạc khô cằn. Rồi, bây giờ cô yêu cầu các em hãy tự luyện đọc lại bài đọc này cho cô nào. Để có thời gian đọc bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em đọc bài xong, thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động số 5, nói. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ luyện nói về chủ đề lợi ích của vật nuôi. Quan sát hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một số vật nuôi như là bò, cừu, vịt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện nói về chủ đề này như sau. Bò, cừu, vịt và nhiều loài vật nuôi khác từ lâu đã trở thành những người bạn đồng hành không thể thiếu của con người. Chúng không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp mà còn đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của gia đình. Bò cung cấp sữa tươi bổ dưỡng, thịt thơm ngon và da dùng để làm đồ dùng. Lông cừu cho ta len ấm áp để dệt vải. Thịt cừu cũng là một món ăn được nhiều người ưa thích. Vịt thì cung cấp trứng và thịt. Ngoài ra, phân của các loài vật này còn là loại phân bón hữu cơ quý giá, giúp tăng năng suất cho cây trồng.
Nhờ có vật nuôi, con người có thêm nguồn thu nhập, đảm bảo cuộc sống no đủ và phát triển. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em luyện nói với chủ đề lợi ích của vật nuôi. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.